Nga thề sẽ có biện pháp đáp trả đau đớn sau khi NATO ủng hộ chiến dịch Kursk. Nga phá hủy hai bệ phóng tên lửa đa nòng của Ukraine ở Sumy. Xe quân sự Ukraine rút lui hàng loạt khi Nga tiến công Donetsk. Thủ tướng Israel muốn quân đội đảm nhận trách nhiệm phân phối viện trợ tại Gaza. Mỹ công bố kế hoạch ngăn Nga can thiệp bầu cử 2024. Tỉnh Hải Nam của Trung Quốc nâng mức ứng phó khẩn cấp với bão Yagi lên cao nhất. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Toàn cảnh quốc tế trên kênh YouTube Báo Điện tử VOV. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Mở đầu sẽ là những tin tức cập nhật về tình hình chiến sự tại Ukraine. Thưa quý vị, Moscow đã chỉ trích sự ủng hộ của phương Tây đối với cuộc đột kích của Ukraine và Kursk sau khi người đứng đầu Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ngầm tán thành hoạt động này, đồng thời cảnh báo Nga sẽ đáp trả một cách quyết liệt. Cuộc đột kích của Ukraine và Kursk từ ngày 6 tháng 8 đã bị Moscow phản ứng gay gắt. Nga cũng lên án những người ủng hộ Kiev trong hành động mà họ coi là xâm phạm bất hợp pháp vào lãnh thổ của mình. Phát biểu bên lề Diễn đàn Kinh tế Phương Đông được tổ chức hàng năm tại Vladivostok và nhằm đáp lại những bình luận gần đây về cuộc tấn công vào Kursk từ Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố: "Chúng tôi muốn cảnh báo các chính trị gia vô trách nhiệm như vậy ở EU, NATO và nước ngoài rằng, trong trường hợp chính quyền Kiev có những bước đi hung hăng tương ứng, phản ứng của Nga sẽ diễn ra ngay lập tức và sẽ vô cùng đau đớn." Trước đó, trong bình luận được đưa ra ngày 31 tháng 8, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhận định với tờ Welt am Sonntag của Đức rằng cuộc đột kích của Ukraine là một hành động tự vệ trước sự gây hấn của Nga và rằng các mục tiêu của Moscow trong khu vực biên giới là mục tiêu hợp pháp cho các cuộc tấn công của Kiev. Ông Stoltenberg cho rằng Nga đã tiến hành những hành động gây hấn vô cớ chống lại Ukraine trong hơn 900 ngày qua và kể từ đó đã thực hiện nhiều cuộc tấn công từ khu vực Kursk qua biên giới chống lại Ukraine. Theo Tổng thư ký NATO, các binh lính, xe tăng và căn cứ của Nga là những mục tiêu hợp pháp theo luật quốc tế. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov mới đây đã phản hồi lại phát biểu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về ý định của Ukraine trong việc giữ lại các vùng lãnh thổ đã chiếm được ở khu vực Kursk. Ông Peskov khẳng định, họ đang đi theo con đường riêng của họ, chế độ đang cho thấy bản chất của nó. Chúng ta cần đi theo con đường riêng của mình và hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Ông lưu ý rằng, mục tiêu của Nga là hoàn thành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Vào ngày 3 tháng 9, Tổng thống Zelensky trả lời trong một cuộc phỏng vấn rằng lực lượng vũ trang Ukraine có kế hoạch giữ các vùng lãnh thổ đã chiếm được ở khu vực Kursk. Ông Zelensky khẳng định Ukraine sẽ giữ vững lãnh thổ này vì đây là một phần không thể thiếu trong kế hoạch chiến thắng nhằm chấm dứt chiến tranh. Tổng thống Ukraine cũng cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ không biết gì về hoạt động quân sự của Ukraine ở khu vực Kursk và thông tin thêm rằng ông không thể thảo luận về các kế hoạch tiếp theo của quân đội Ukraine trên lãnh thổ Nga do kinh nghiệm không thành công của các cuộc phản công được quảng cáo vào mùa hè năm ngoái. Trong một diễn biến đáng chú ý, Bộ Quốc phòng Nga ngày 4 tháng 9 cho biết quân đội nước này đã phá hủy bệ phóng hệ thống HIMARS và M270 MRRS của Ukraine ở Sumy bằng cuộc tấn công tên lửa. Thông tin ban đầu cho biết các hệ thống này được đặt tại khu vực Kravochina ở Sumy, cách biên giới Nga khoảng 15 km. Cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác của Nga vào các mục tiêu quân sự Ukraine đã gây ra một vụ nổ lớn. Ngoài hai bệ phóng bị phá hủy, Ukraine cũng mất hai phương tiện hỗ trợ và 20 binh sĩ trong khu vực. Theo cập nhật mới nhất từ Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này đã tấn công một điểm tập trung thiết bị và vũ khí của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Novi Basi, cách Sumy 7 km về phía đông nam. Cuộc tấn công đã khiến Ukraine mất 7 xe tải, 4 xe chiến đấu bọc thép, 9 xe địa hình và tới 80 binh sĩ. Trong khi đó, tại mặt trận Donetsk, quân Nga đang có đà công kích mạnh, đánh chiếm thêm nhiều đất đai. Họ giành được quyền kiểm soát đối với ngôi làng Prechitovka nằm trong khu vực Zalotaya Novosaterskoye. Các lực lượng tiền phương của Ukraine tại đây được cho là đã buộc phải rút lui, bỏ lại đằng sau vũ khí và đạn dược. Một đơn vị UAV của Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến Độc lập 40 thuộc nhóm tác chiến Vostok đã ghi lại cuộc rút lui ồ ạt nói trên của lực lượng Ukraine tại đây. Trước đó, Tổng thống Nga Putin xác nhận quân Nga đang có bước tiến nhanh hiếm thấy trên mặt trận miền Đông. Nga cũng gia tăng các cuộc tập kích từ xa vào những cơ sở quan trọng của đối phương.
Bộ Quốc phòng Nga vừa cho biết, hạm đội Biển Đen đã đập tan một âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào bán đảo Crimea. Thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, trong ngày 4 tháng 9, nỗ lực thực hiện một vụ tấn công khủng bố của Ukraine đã bị đập tan. Các kíp điều khiển trực thăng thuộc hạm đội Biển Đen đã phá hủy 4 chiếc tàu không người lái đang trong hành trình hướng về bán đảo Crimea. Theo hãng tin TASS, phía Ukraine từ khi xung đột nổ ra thường xuyên sử dụng chiến thuật dùng xuồng không người lái USV cảm tử để tấn công vào các tàu chiến hay quân cảng Nga ở Biển Đen, gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong một tuyên bố ngày 4 tháng 9 cho biết, Đức đã đặt mua 22 hệ thống phòng không Iris-T từ Daniel Defense, 5 trong số đó dành cho Bundeswehr, quân đội Đức, và 17 hệ thống dành cho Ukraine, trong đó bao gồm 8 hệ thống tầm trung SLM và 9 hệ thống tầm ngắn SLS. Thủ tướng Đức nhấn mạnh, 4 hệ thống phòng không này sẽ được chuyển giao vào cuối năm nay, số còn lại sẽ bắt đầu thực hiện từ năm 2025. Người đứng đầu chính phủ Đức cho hay, động thái này cho thấy sự ủng hộ của Đức dành cho Ukraine không hề giảm bớt. Ông Scholz cũng lưu ý rằng Iris-T đã giúp lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ hơn 250 tên lửa của Nga kể từ năm 2022. Iris-T được thiết kế để đánh chặn tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, cũng như máy bay phản lực, trực thăng và máy bay không người lái. Iris-T có hai chế độ bắn, khóa trước khi phóng và khóa sau khi phóng, cho phép đánh chặn hiệu quả mục tiêu ở mọi góc độ trong nhiều điều kiện giao tranh. Phiên bản SLM cho phép bắn trúng mục tiêu trên không ở khoảng cách lên tới 40 km, còn với phiên bản SLS ngắn hơn khoảng 25 km. Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây đã có phản ứng đối với cảnh báo của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov rằng không nên đùa giỡn về làn danh đỏ của Nga. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller tuyên bố sự ủng hộ của Washington dành cho Ukraine chính là phản ứng đối với chiến dịch quân sự Nga đã phát động ở Ukraine. Ông Miller cho hay, nếu muốn các hành động chống lại quân nhân Nga chấm dứt, thì cách hiệu quả nhất là Nga chấm dứt xung đột và rút quân khỏi Ukraine. Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng đã tuyên bố không có làn danh đỏ nào như trên đối với Nga. Ông Zelensky cho rằng khái niệm này đã sụp đổ sau khi các lực lượng Ukraine bắt đầu kiểm soát một số khu vực thuộc tỉnh Kursk của Nga sau khi bất ngờ đột nhập vào tỉnh này hôm 6 tháng 8. Liên quan đến tình hình xung đột tại Trung Đông, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã chỉ thị lực lượng phòng vệ Israel chuẩn bị cho khả năng họ sẽ phải tiếp quản việc phân phối viện trợ nhân đạo tại Gaza từ các tổ chức quốc tế. Kênh 12 của Israel ngày 4 tháng 9 đưa tin, Thủ tướng Netanyahu gần đây chỉ thị lực lượng phòng vệ Israel IDF thực hiện công tác nhân sự cần thiết để xem xét hậu cần, cơ chế hoạt động và nhân lực cho nhiệm vụ đến nay vẫn do các tổ chức viện trợ quốc tế thực hiện. Thủ tướng Netanyahu trong cuộc họp báo ngày 2 tháng 9 thông tin rằng Israel đang đến gần với việc giải thể Hamas về mặt vũ trang. Ông Netanyahu khẳng định, chúng ta vẫn cần tước đi khả năng cai trị của họ. Điều đó có nghĩa là cần tìm một giải pháp thay thế cho toàn bộ hoặc một phần đáng kể việc phân phối viện trợ nhân đạo. Chúng tôi đang nghiên cứu điều đó và sẽ thực hiện được vì đó là một phần của sau này. Trong các cuộc tham vấn gần đây, Tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel IDF, Trung tướng Hezi Halevi, đã phản đối việc lực lượng phòng vệ Israel đảm nhận vai trò phân phối viện trợ, coi công việc này là không phù hợp với quân đội. Tướng Halevi cảnh báo rằng điều đó sẽ khiến binh lính gặp rủi ro không cần thiết và công việc đó chính xác là những gì các tổ chức quốc tế được thành lập để thực hiện. Kênh 12 cũng lưu ý rằng ý tưởng này được nêu ra trong quá khứ nhưng cuối cùng bị loại bỏ. Động thái như vậy cũng sẽ gây tác động đến luật pháp quốc tế vì nó khiến Israel ngày càng phải chịu trách nhiệm về giải Gaza. Tiếp tục với những diễn biến mới nhất liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Tại sự kiện vận động gần đây ở New Hampshire, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã có những chia sẻ về vụ xả súng tại một trường học ở bang Georgia khiến 13 người thương vong. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris nhấn mạnh, vụ xả súng xảy ra hôm 4 tháng 9 tại trường trung học Appalachee ở Winder, bang Georgia, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 9 người khác bị thương. Cảnh sát địa phương xác định, nghi phạm là một học sinh của trường, 14 tuổi. Hiện chưa rõ động cơ và loại súng được nghi phạm sử dụng trong vụ tấn công. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã được thông báo về vụ xả súng, đồng thời đã kêu gọi Đảng Cộng Hòa hợp tác với Đảng Dân Chủ để thông qua luật an toàn súng đạn. Ông Biden bày tỏ, Jean và tôi xin gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân trong vụ việc. Suy nghĩ của chúng tôi cũng hướng đến những người đã may mắn sống sót, nhưng cuộc sống của họ sẽ thay đổi mãi mãi. Ứng viên Tổng thống Cộng Hòa Donald Trump sau đó cũng gửi lời chia buồn tới các nạn nhân trong vụ xả súng thông qua mạng xã hội. Ông Trump viết, trái tim tôi hướng về gia đình các nạn nhân và những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch ở Winder.
Ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump gần đây đã khởi động một dự án mới để giao dịch tiền điện tử và đang quảng bá trên mạng xã hội. Hai con trai lớn và con dâu của ông cũng đang quảng bá về nền tảng mới của họ, có tên World Liberty Financial. Ông Trump hứa sẽ biến nước Mỹ thành thủ đô của thế giới về tiền điện tử nếu ông trở lại Nhà Trắng. Việc khởi động dự án kiếm tiền mới này có thể bùng nổ về giá trị nếu ông Trump đắc cử và có quyền thúc đẩy thông qua đề xuất về luật và quy định, điều mà giới ủng hộ tiền điện tử mong muốn từ lâu. Theo đuổi tiền điện tử là một cách để chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ của ông Trump tiếp cận nhóm cử tri trẻ, trong đó có những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Tiền điện tử cũng hấp dẫn các đồng minh của ông Trump, những người lo ngại về ảnh hưởng của chính phủ lên thị trường toàn cầu và lo lắng về nhà nước ngầm. Ông Dustin Stockton, một nhà hoạt động ủng hộ ông Trump và cũng là người có ảnh hưởng trong lĩnh vực tiền điện tử cho biết, ông ủng hộ những nỗ lực của ông Trump trong không gian tiền số và việc triển khai World Liberty Financial. Ông Stockton cho biết, tôi nghĩ sự tham gia của gia đình ông Trump và việc họ học hỏi những gì ẩn chứa bên trong tiền điện tử là điều tích cực. Mỹ mới đây đã công bố kế hoạch ngăn Nga can thiệp cuộc bầu cử 2024, hạn chế Điện Kremlin sử dụng phương tiện truyền thông và trang tin giả để tác động cử tri. Kế hoạch này bao gồm lệnh trừng phạt, cáo trạng và tịch thu tên miền những website được quan chức Mỹ cho là Điện Kremlin sử dụng để phát tán những thông tin tuyên truyền và sai lệch về Ukraine. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland nêu chi tiết những hành động do Bộ Tư pháp thực hiện, bao gồm việc truy tố hai nhân viên người Nga của đài RT. Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc ông Konstantin Kalashnikov và bà Elena Afanasyeva đã tài trợ, điều hành một công ty sản xuất tại bang Tennessee của Mỹ. Công ty này đã xuất bản các video tiếng Anh trên các nền tảng mạng xã hội nhằm gia tăng chia rẽ trong nước Mỹ. Bộ Tài chính Mỹ cũng áp đặt lệnh trừng phạt đối với Anno Dialog, tổ chức phi lợi nhuận của Nga giúp điều hành mạng lưới Doppelganger và tổng biên tập của đài RT Margarita Simonian cùng nhân viên của bà. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra phần thưởng trị giá 10 triệu đô la Mỹ đối với thông tin liên quan đến can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử Mỹ. Bộ này cho biết thêm, họ đang tìm kiếm thông tin về nhóm Russian Angry Hacker Reddit hay Rahabdit. Quan chức Mỹ liên tục cảnh báo về nỗ lực gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử của Nga. Cơ quan gián điệp Mỹ đánh giá Điện Kremlin ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump hơn Phó Tổng thống Kamala Harris trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Tiếp tục với các tin tức quốc tế đáng chú ý, trưa ngày 5 tháng 9, Cơ quan Quản lý Thiên tai tỉnh đảo Hải Nam, miền Nam Trung Quốc đã ban hành ứng phó khẩn cấp cấp độ cao nhất đối với siêu bão Yagi đang đổ bộ vào khu vực này. Theo Cơ quan Khí tượng của tỉnh, Yagi, cơn bão thứ 11 của năm tính theo Cơ quan Khí tượng Trung Quốc, đã phát triển thành siêu bão cấp 17 mạnh nhất trong một thập niên qua, với sức gió lên tới 209 km/h và đang tiến về phía đảo Hải Nam. Cơn bão dự kiến đổ bộ đất liền vào chiều ngày 6 tháng 9 ở khu vực gần thành phố Văn Xương ở Hải Nam và huyện Từ Văn ở tỉnh Quảng Đông. Siêu bão Yagi được cho là hiện tượng thời tiết cực hiếm do hầu hết các cơn bão đổ bộ vào khu vực này đều rất yếu. Từ năm 1949 đến năm 2023, có 106 cơn bão đổ bộ vào Hải Nam, nhưng chỉ có 9 cơn bão được phân loại là siêu bão. Thưa quý vị, đích thân Tổng thống Nga Putin xác nhận quân đội đang có nhịp độ tiến công nhanh hiếm thấy trên chiến trường miền đông Ukraine. Ông cũng khẳng định Kiev thất bại trong chiến dịch đột kích Kursk. Tổng thống Nga Putin hôm 2 tháng 9 cho biết, các lực lượng Nga đang tiến công ở miền đông Ukraine nhanh hơn so với những gì họ đã làm được trong một thời gian dài, chiếm được vài km vuông mỗi ngày. Trên thực địa thì quân đội Nga đang nỗ lực xuyên thủng hệ thống phòng thủ Ukraine ở miền đông nước này. Lực lượng quân sự Nga hiện kiểm soát 18% diện tích Ukraine, đã và đang đạt nhiều bước tiến ở miền đông Ukraine kể từ khi chiến dịch phản công của Ukraine thất bại vào năm 2023. Bất chấp cuộc đột kích của Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga vào ngày 6 tháng 8, lực lượng Nga vẫn tiếp tục xốc tới ở miền đông Ukraine, tiến về trung tâm hậu cần quan trọng của Pokrovsk. Tổng thống Putin nói với học sinh trường trung học số 20 ở Kyiv, tỉnh Tuva, cách Moscow khoảng 4.500 km về phía đông. Chúng ta chưa có được nhịp độ tiến công như vậy ở tỉnh Donbass trong một thời gian dài. Còn hiện nay, bước tiến của quân Nga không phải là 200-300 mét, mà là hàng km vuông. Trong khi đó, thì Tổng thống Ukraine Zelensky thừa nhận
nước ông đang đối mặt với khó khăn lớn khi vấp phải những lữ đoàn Nga thiện chiến nhất ở mặt trận phía đông. Trước đó thì có thông tin cho rằng Ukraine đã khẩn trương triển khai lữ đoàn Karagat, một đơn vị tấn công chủ chốt để tăng cường phòng thủ xung quanh Kropotsk. Lữ đoàn này gồm khoảng 2.000 binh lính đã được chuyển từ vị trí thường trực ở miền nam Ukraine sang mặt trận phía đông. Yuri Bodolyaka, một blogger quân sự sinh ra ở Ukraine cho biết, những trận chiến ác liệt đang diễn ra ở Selidov, cách thị trấn Pokrovsk khoảng 20 km về phía nam, và Ukrainsk, cách Selidov 14 km cũng về phía nam. Hôm 2 tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận quân đội Nga đã giành được quyền kiểm soát đối với ngôi làng Skuzhne nằm ở phía đông của Pokrovsk. Các blogger Nga nhận định, với việc thọc xuống phía nam hướng tới thị trấn Kurakivka, lực lượng Nga đang nỗ lực đột phá phòng tuyến Ukraine, trong lúc gia tăng kiểm soát đối với tuyến đường Pokrovsk-Donetsk và bao vây thêm lãnh thổ của đối phương. Phía Nga cũng đồng thời nỗ lực đánh bật quân Ukraine ra khỏi tỉnh Kursk. Cũng trong buổi nói chuyện với học sinh phổ thông tại Siberia hôm 2 tháng 9, Tổng thống Putin tiết lộ về mong muốn bước vào thương lượng hòa bình. Liên quan đến vụ đột kích Kursk do Ukraine tiến hành, ông Putin nói, nỗ lực khiêu khích đó của đối phương sẽ thất bại. Dường như với tôi, có một mong muốn thực sự, không phải bằng lời nói mà bằng hành động, nhằm tiến đến gần hơn đàm phán hòa bình để giải quyết các vấn đề này bằng biện pháp hòa bình. Chúng ta chưa bao giờ từ bỏ điều này, nhưng dĩ nhiên, chúng ta phải xử lý các băng nhóm đã xâm nhập lãnh thổ Liên bang Nga. Đây có lẽ là một sự điều chỉnh trong quan điểm của ông Putin về đàm phán. Vào hồi tháng 6, thì Tổng thống Putin tuyên bố Nga chỉ bước vào hòa đàm khi nào Ukraine rút quân khỏi các tỉnh Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson mà Nga mới tuyên bố sát nhập, cũng như từ bỏ tham vọng gia nhập khối quân sự NATO. Elina Beketova, nghiên cứu viên tại Trung tâm Phân tích Chính sách Châu Âu, nhận định chiến dịch Kursk có thể đã tác động nhất định đến quan điểm của người Nga trong vấn đề đàm phán. Mà dù vậy, thì ông Putin vẫn thể hiện rõ quan điểm cương quyết về tình hình tại Donbass. Nhà lãnh đạo Nga nói, tính toán của họ là ngăn chặn cuộc tiến công của chúng ta ở những nơi trọng yếu tại Donbass. Kết quả thì ai cũng thấy rồi, họ không đạt được mục tiêu cản bước tiến của chúng ta ở vùng này. Cũng trong ngày 2 tháng 9, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố rằng Nga đã làm những việc cần thiết theo nhiều hướng khác nhau và trên tất cả các cấp độ để chỉ rõ cho Mỹ thấy rằng có những lính đánh thuê người Mỹ tham gia cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga tại tỉnh Kursk. Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova thông báo rằng những lính đánh thuê nước ngoài tích cực tham gia tấn công tỉnh biên giới Kursk của Nga. Nga đã ban bố tình trạng khẩn cấp liên bang tại Kursk. Người dân Nga tại đây đã và đang được sơ tán đến nơi an toàn. Theo Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga, có tới 197 trung tâm nhà ở tạm thời tại 28 tỉnh của Nga đang được cung cấp chỗ ở cho hơn 11.500 cư dân tỉnh Kursk, trong đó có hơn 3.500 trẻ em. Trả lời phỏng vấn NBC ngày 3 tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả chiến dịch tấn công của Kiev vào tỉnh Kursk ở biên giới Nga là một trong số các giai đoạn tiến tới chấm dứt xung đột và rằng chiến dịch này liên quan đến hội nghị hòa bình lần 2 của Ukraine. Đề cập đến việc kiểm soát lãnh thổ ở Kursk, ông nhấn mạnh, chúng tôi không cần đất của họ. Chúng tôi không muốn mang lối sống Ukraine của mình tới đó. Mặt khác, ông cho biết, Ukraine sẽ nắm giữ các vùng lãnh thổ đó vô thời hạn, bởi hiện tại, Ukraine cần nó. Ông từ chối bình luận về việc liệu Ukraine có kế hoạch kiểm soát thêm lãnh thổ ở Kursk hay không.
Tôi xin lỗi, tôi không thể tiết lộ điều này. Đây như sự khởi đầu cho chiến dịch Kursk của chúng tôi, và sự thành công sẽ rất bất ngờ, ông Zelensky nói. Tổng thống Zelensky cho hay, Ukraine sẽ gửi các đồng minh kế hoạch chiến thắng của mình. Ngoài ra thì ông khẳng định, Mỹ và các đồng minh khác hoàn toàn không biết trước kế hoạch đột kích Kursk của Kiev. Lần này thì thậm chí các cơ quan tình báo của Ukraine cũng không hay biết. Tôi đã thu hẹp đến mức tối đa số người biết về hoạt động này. Tôi nghĩ đó là một trong những lý do giúp nó thành công, ông nhấn mạnh. Ukraine đột kích vào tỉnh biên giới Kursk của Nga hôm 6 tháng 8. Kiev hiện kiểm soát khoảng 1.300 km2 lãnh thổ ở Kursk và bắt giữ hàng trăm tù binh Nga. Tổng thống Zelensky cho hay, một trong những mục tiêu của cuộc đột kích là buộc Moscow chuyển hướng lực lượng khỏi miền đông Ukraine để chi viện cho Kursk. Theo ông thì Nga đã chuyển khoảng 60.000 quân từ chiến trường Ukraine về Kursk, nhưng lực lượng Nga ở điểm nóng Pokrovsk, miền đông Ukraine không thay đổi đáng kể. Thậm chí, Tổng thống Nga Vladimir Putin đầu tuần này khẳng định lực lượng Nga ở miền đông Ukraine đang tiến công nhanh hơn trước đó. Hơn 2 năm kể từ khi xung đột nổ ra, Nga hiện nắm giữ khoảng 1/5 lãnh thổ Ukraine và tuyên bố chỉ đàm phán khi Kiev chấp nhận thực tế mới về lãnh thổ, nghĩa là công nhận một số tỉnh đã sáp nhập vào Nga. Tuy nhiên, giới chức Ukraine khẳng định chỉ hòa đàm ở vị thế sức mạnh và việc nắm giữ lãnh thổ của Nga có thể giúp Kiev có được điều đó. Ông Zelensky cũng cho biết, Ukraine dự định tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần 2 vào tháng 11 tới và đại diện của Nga cần tham dự. Các bạn vừa xem chương trình Toàn cảnh quốc tế, hãy ấn like và subscribe kênh YouTube của báo điện tử VOV, truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.